Đây là dứa ở trên đỉnh đèo Ngoạn Mục. Dứa tức là thơm. Dứa ở đây nước rất nhiều. Theo lời cô chú ở đây thì đây là trái thơm chứ không phải trái khóm. Lâu nay tôi cứ nghĩ là trái khóm ở dưới miền Tây và trái thơm là nó giống nhau. Nhưng mà nên cô chú ở đây khẳng định rằng là trái thơm ở đây khác với trái khóm ở dưới miền Tây. Trái thơm ở đây múi nó rất mập, hầu như nó không có cây. Cái lỗ sâu ở cái mắt và nước rất nhiều. Trái ở đây đặc biệt là nước rất nhiều, ăn rất ngọt và nước rất nhiều. Cây này trồng ở đâu cô? À là trên đồi đó hả? Trên đó là cái loan gì hả cây? À đây à. Trồng thơm hình gì dưới đó lục hoài hơn phát rồi đó. Ủa rồi mà trái này là trái khóm gì miền Tây người ta gọi khóm đấy chứ? Ở dưới miền Tây là cái khóm còn hai cái thơm. À. Thơm khác khóm khác hả? Dạ. À thế hả? Có chị là ở dưới miền Tây hả? Phân rang. Phân rang hả? Khóm nó dài, mắt nó sâu á. À thế hả? Cái này không phải lúc mắt thiệt, cái này chỉ gọt ra nó đúng rồi. Ừ. À thế hả? Mẹ ơi mẹ. Ok. Mẹ làm ơn mẹ. Mẹ cắm một cái chiều nào mà nó bắt hết không được. Coi bảo anh Phú anh rồi đây là trái thơm của Ninh Thuận. Trong cái núi á. Trái này trong người ta trong cái núi. Theo lời cô chú ở đây thì người ta trong cái núi. Ở đây có rất nhiều người bán thơm, nhiều người bán thơm. Đây là điểm đỉnh đèo Ngoạn Mục. Đỉnh đèo Ngoạn Mục nơi có một vài cái quầy hàng nhỏ nhỏ, giá cả nhỏ nhỏ.